để đánh giá tình hình dịch bệnh và có biện pháp phù hợp. Tại nghị quyết 128 do chính phủ ban hành mới đây, đã phân loại nguy cơ dịch bệnh thành 4 cấp sau đây. Cấp 1, nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh. Cấp 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Cấp 3, nguy cơ cao, tương ứng với màu cam. Cấp 4, nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch. Đánh giá từ quy mô cấp xã, khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất, có thể dưới cấp xã, nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, có 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân và thời gian. Độ bao phủ vaccine, lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất, tỷ lệ tiêm đủ liều. Khả năng thu dung điều trị của các tuyến, lưu ý xác định rõ khả năng thu dung điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung. Xác định cấp độ dịch, Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế về đánh giá và xác định cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết có sự chuẩn bị trước khi áp dụng.